Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, sau 2 năm hoạt động, tàu thăm dò InSight của NASA đã gửi về trái đất những dữ liệu hoạt động địa chấn trên hỏa tinh. Kết quả cho thấy, đây là một hành tinh có hoạt động địa chấn cực kỳ mạnh mẽ. Vậy điều gì đã tạo nên những cơn địa chấn này khi mà hỏa tinh không có những mảng kiến tạo như ở trái đất? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Hỏa tinh là hành tinh thứ tư tính từ mặt trời, nó thường được gọi với một cái tên khác là hành tinh đỏ, do sắt oxit có rất nhiều trên bề mặt của hành tinh, làm cho nó hiện lên với màu đỏ đặc trưng. Nằm cách mặt trời khoảng 1,5 AU, hỏa tinh là hành tinh gần trái đất nhất và nó cũng là hành tinh được các nhà khoa học lưu tâm đến nhất. Chính bởi vậy, NASA và các tổ chức không ngừng xây dựng những kế hoạch thăm dò và khám phá hỏa tinh. Nhưng có một thực tế, để khám phá và chinh phục được hỏa tinh không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Nơi đây đã trở thành mồ chôn vô số nhiệm vụ không gian của các cơ quan hàng không vũ trụ trên thế giới. Tính từ năm 1960 đến nay, tỷ lệ thành công của các nhiệm vụ trên hỏa tinh đỏ chỉ chiếm khoảng 40%. Trong đó bao gồm toàn bộ các dự án từ việc bay ngang qua hỏa tinh, bay vào quỹ đạo hỏa tinh và hạ cánh xuống hỏa tinh của Mỹ, Nga và các nước khác. Điều này cho thấy, để chinh phục được hỏa tinh là một thách thức không hề nhỏ với các tổ chức khoa học trên thế giới. Cho đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia đi đầu trong công cuộc khám phá và chinh phục hỏa tinh. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã có 8 dự án khám phá hỏa tinh thành công và chỉ duy nhất một lần thất bại, đó là tàu Mars Polar Lander của NASA được thực hiện vào năm 1999. Có một điều thú vị là, tính đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một quốc gia nào ngoài Mỹ có thể vận hành một tàu đổ bộ tiếp đất thành công trên bề mặt hành tinh đỏ. Điều này cho thấy, NASA vẫn là một tổ chức khoa học vũ trụ hàng đầu trên thế giới. Dự án thành công gần đây nhất của NASA về việc đổ bộ lên hỏa tinh đó là dự án InSight với trị giá 850 triệu USD. Cột mốc đáng nhớ của dự án là vào ngày 26 tháng 11 năm 2018, tàu đổ bộ InSight đã hạ cánh thành công xuống bề mặt của hỏa tinh. Đây mới là lần thứ hai nhân loại hạ cánh tàu đổ bộ thành công xuống bề mặt của hỏa tinh. Và kể từ đó đến nay, InSight đã và đang thực hiện nhiệm vụ thăm dò và khám phá hỏa tinh của mình. Theo dự án, tàu đổ bộ InSight của NASA là một tàu thăm dò cố định được thiết kế để nghiên cứu bên trong hành tinh đỏ. Khu vực tàu đổ bộ hạ cánh nằm ở phía nam của một khu vực núi lửa cổ đại trên hỏa tinh. InSight sẽ thực hiện nhiệm vụ trong khoảng hơn 2 năm trên hỏa tinh. Tàu đổ bộ đứng yên, mang theo hai dụng cụ khoa học chính để thực hiện công việc này, gồm một bộ máy đo địa chấn siêu nhạy và một đầu dò nhiệt được đặt tên là nốt ruồi, được thiết kế để có thể khoan sâu ít nhất 10 feet xuống bề mặt của hỏa tinh. Những kết quả đo sẽ được tàu đổ bộ InSight gửi dữ liệu về trái đất, giúp các nhà khoa học có thể xây dựng bản đồ chi tiết về cấu trúc bên trong của hỏa tinh và đánh giá được các cơn địa chấn trên hành tinh đỏ. Trong 10 tháng đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của mình, InSight đã phát hiện ra 174 cơn địa chấn trên hỏa tinh, trong đó 150 cơn địa chấn nông và có cường độ rung lắc nhỏ, còn 24 địa chấn khác có sức mạnh hơn và nằm ở sâu hơn. Nguồn gốc của các cơn địa chấn này xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau trên hỏa tinh và chúng có cường độ khá nhỏ, chỉ khoảng 3 đến 4 độ Richter. Nhưng bắt đầu từ tháng 9 năm 2019, InSight đã phát hiện thấy tần suất của các cơn địa chấn tăng lên đáng kể. Cho đến nay, tổng số các cơn địa chấn mà tàu thăm dò ghi nhận được là 450 và tất cả sự rung động này đều có nguồn gốc từ hỏa tinh. Không có bất kỳ một rung động nào là do thiên thạch va vào hành tinh đỏ. Chính vì vậy, các nhà khoa học cho rằng có rất nhiều thứ đang diễn ra bên dưới bề mặt của hỏa tinh. Với trái đất, hầu hết các trận động đất được gây ra bởi các mảng kiến tạo bề mặt. Các mảng kiến tạo này bị đứt gãy, trượt lên trượt xuống gây ra các trận động đất trên trái đất. Nhưng qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng hỏa tinh không có các mảng kiến tạo hoạt động. Vậy câu hỏi đặt ra là, các cơn địa chấn đó được sinh ra từ đâu? Qua phân tích các dữ liệu về hỏa tinh, các nhà khoa học cho rằng hoạt động địa chấn trên hỏa tinh có thể được gây ra bởi sự nguội lạnh dần dần của hành tinh kể từ khi nó được hình thành cách đây 4,5 tỷ năm. Khi hành tinh nguội dần đi, nó sẽ dần co lại
và sau đó các lớp bên ngoài sẽ dễ vỡ và nó sẽ phải phá vỡ để duy trì trên bề mặt. Đó có thể là các nguồn gốc của các trận địa chấn trên hỏa tinh. Khi các nhà khoa học lần theo dấu vết của các cơn địa chấn đó, họ thấy rằng thông thường nó xảy ra ở những khu vực chứa các đứt gãy như dòng chảy núi lửa và các dòng chảy của các khối chất lỏng khác. Qua đây chúng ta có thể thấy, hỏa tinh có một sự hoạt động địa chấn khá lớn. Các nhà khoa học cho rằng, tuy hành tinh này có thể lạnh và khô, nhưng nó còn lâu mới chết. Sau khi tàu thăm dò gửi về những dữ liệu của các cơn địa chấn, rất nhiều các thông tin đã được thu thập. Các phân tích về địa chấn di chuyển qua lớp vỏ cho thấy, hỏa tinh có một lượng nước nhỏ trộn lẫn với đá. Điều này không thể chứng minh hỏa tinh có các hồ nước ngầm hay không, nhưng nó cũng thắp lên hy vọng rằng biết đâu một ngày nào đó, nhân loại có thể tìm được thấy nước trên hỏa tinh. Ngoài ra, InSight là nhiệm vụ đầu tiên đưa từ kế lên bề mặt của hỏa tinh. Thiết bị đo đã phát hiện được từ trường cục bộ mạnh hơn khoảng 10 lần so với những dự đoán trước đây của các nhà khoa học. Tuy nhiên, hỏa tinh đã mất từ trường toàn cầu từ hàng tỷ năm trước. Chính điều này đã giúp các tia bức xạ mặt trời tước đi bầu khí quyển dày đặc đã từng tồn tại trên hỏa tinh. Và có lẽ trong quá khứ, đây là một hành tinh tương đối ấm áp và ẩm ướt khi có bầu khí quyển dày đặc bao bọc. Nhưng rất tiếc, giờ đây hỏa tinh nó chỉ là những sa mạc khô cằn và lạnh lẽo. Ở thời điểm hiện tại, bầu khí quyển của hỏa tinh mỏng hơn bầu khí quyển của trái đất 100 lần, nhưng nó vẫn đủ dày để hỗ trợ thời tiết như mây, gió, bão trên hành tinh đỏ. Hai thiết bị quan trọng mà tàu đổ bộ InSight mang đến hỏa tinh thì máy đo địa chấn hoạt động tốt, nhưng thiết bị nốt ruồi đã không thể khoan xuống bề mặt của hỏa tinh do bụi bẩn trên hỏa tinh đang tỏ ra rất trơn trượt. Các nhà khoa học cho rằng, hệ thống khoan nốt ruồi của InSight cần có một lượng ma sát nhất định để hoạt động. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu dự định sẽ sửa đổi chiến dịch trong 6 đến 8 tuần tới. Mục tiêu bám được nốt ruồi xuống bề mặt của hỏa tinh khoảng 40cm. Tại thời điểm đó, hy vọng nó có đủ ma sát để bắt đầu có thể tự đào sâu xuống bề mặt hành tinh đỏ. Tuy rằng thiết bị nốt ruồi chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhưng đây cũng là một thành công lớn của NASA và nhân loại trong công cuộc khám phá và chinh phục hỏa tinh. Xét trong hệ mặt trời, dù sao hỏa tinh vẫn là một trong những hành tinh đáng để chúng ta khám phá nhất. Phải nói rằng, hành tinh đỏ luôn có sức hút mãnh liệt với các nhà khoa học. Đây là một hành tinh đất đá có các hố va chạm giống mặt trăng, còn các núi lửa, thung lũng, sa mạc lại tương đồng với trái đất. Ngoài ra, trên hỏa tinh còn có hai trỏm băng vĩnh cửu ở các cực. Khi mùa đông tràn đến một cực, trỏm băng liên tục nằm trong bóng tối, bề mặt bị đông lạnh và gây ra sự tích tụ của bầu khí quyển thành những phiến băng khô CO2. Khi vùng cực chuyển sang mùa hè, các trỏm băng bị ánh sáng mặt trời chiếu liên tục, khiến băng CO2 thăng hoa dẫn đến những trận gió khổng lồ càn quét trên vùng cực có thể lên tới vận tốc 400 km/h. Những hoạt động theo mùa này đã vận chuyển lượng bụi và hơi nước lớn, tạo thành những đám mây băng giá như những đám mây trên trái đất. Trong tương lai, nếu con người buộc phải rời khỏi trái đất, thì hỏa tinh sẽ là nơi dừng chân đầu tiên của nhân loại. Chính vì vậy, NASA và các tổ chức khác luôn không ngừng xây dựng những kế hoạch táo bạo cho việc thăm dò và chinh phục hỏa tinh. Thậm chí NASA và một số tổ chức đã thiết kế xong các mô hình nhà ở trên hỏa tinh. Vào năm 2019, các chuyên gia của Viện Công nghệ California đã tuyên bố họ đã tìm ra cách tách oxy từ khí CO2. Ngoài việc nhằm xử lý các hiệu ứng nhà kính trên trái đất, đây còn là triển vọng trong tương lai giúp nhân loại có thể tạo oxy trên hỏa tinh, thậm chí là các hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ. Ngoài NASA, các cường quốc khác như Nga, Trung Quốc và các nước châu Âu đang có những hoài bão lớn đưa con người lên bề mặt của hỏa tinh. Cũng trong năm 2019, trên một bài Twitter của tỷ phú Elon Musk, ông viết rằng một ngày nào đó, một chuyến du hí sao hỏa sẽ có giá dưới 500.000 USD, tức tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng. Nếu đó có thể trở thành sự thực, bạn hãy tiết kiệm dần đi. Sẽ có một ngày, Elon Musk sẽ đưa bạn đến hỏa tinh với một mức giá hợp lý. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn của hỏa tinh, một nơi xảy ra rất nhiều các trận địa chấn. Hy vọng rằng trong thời gian tới, tàu đổ bộ InSight của NASA sẽ khắc phục được sự cố nốt ruồi để các nhà khoa học có những hiểu biết hơn về những gì đang xảy ra bên trong lòng đất của hỏa tinh.
Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.